Tôi tên là Ngô Thị Thấm. Tôi sống với hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Đứa con trai của mình là nó được 20 tuổi, nó đi bộ đội. Còn đứa con gái của mình là nó học lớp 10, em 16 tuổi. Chồng tôi tên Phan Nhâm Hoàng, bị dở mạch máu ngực. Con tên Phan Thị Bích Trâm, cha con mất hồi tháng 9 năm 2021. Tôi với anh là sáng đi, chiều về là đi mận bình thường, không có gì hết trơn á. Không có báo hiệu trước là mệt, chóng mặt gì hết trơn á. Tới mà hô dở ra là tự nhiên dở ra là nó bật ra là ối ra máu vậy đó, rồi mình chở đi. Trong vòng mình nói 24 tiếng đồng hồ chứ không tới. 5 giờ này anh bị ói ra máu là khoảng chừng 3 giờ chiều bữa sau là anh mất rồi. Anh không có thể cháu gì vậy nhé. Tại vì anh không có biết là anh mất. Tại vì hay bị tụ canh si á. Bác sĩ ơi, tôi bị tụ canh si vậy, bác sĩ chích thuốc cho tôi đi. Chạy đi kêu bác sĩ, cái bác sĩ nói được rồi, để tôi lại tôi coi. Cái chích đó bác sĩ nói hồ, trời ơi, cái mạch máu này nó nằm ở trong á, rồi nó dở ra rồi, không có biết chỗ nào hết trơn á, nên cái thùng lũng rồi, chị chuẩn bị tinh thần đi. Chị không nói cho con bình thường lắm, còn đi tới đi lui trong nhà. Vừa mới ra ói vậy xong cái chiều hôm sau mất con, không tin là cha con mất nữa. Tại vì nhà có như đây nè, nhưng mà quạnh hiu lắm, không có ai thương con với anh hai hết, chỉ có cha với mẹ con thôi. Tôi nói ảnh năm nay là 22 năm 11 tháng rồi, nhà rất thương yêu nhau. Nhiều khi đi mần vậy cái tự nhiên cái ngồi khóc mình nè. Mấy người mần trong hỏi làm sao khóc ra, thì tự nhiên tôi nhớ chồng tôi khóc cái làm sao giờ. Dạ, mỗi lần ăn cơm thì ra lúc trước gia đình con rất là vui, nói cười với nhau. Nhưng bây giờ cha con mất thì nên là cũng ít người nói chuyện nhiều hơn. Con kiếp sau thì con cũng muốn là con gái của cha. Điều con ân hận nhất là con chưa được nói lời yêu thương nhất của cha con. Nhưng bây giờ con muốn nói mấy lời đó thì quá muộn rồi. Hồi đó là có ảnh phụ với mình, là hai vợ chồng đều mặn hết, là nuôi con, rồi gia đình cuộc sống của mình. Còn bây giờ có một mình à, nó nói chung là nó bị chung cho nó bị bấp bênh á, nó không ổn định. Mình sức khỏe thì yếu, hay bệnh hoài, bị nhịp tim chậm, với huyết áp hay bị tuột. Nhiều khi đi làm buổi sáng buổi chiều về nằm viện cũng chừng. Dạ, lúc trước là có cha và mẹ con đi làm lò gạch. Bây giờ cha con mất rồi thì mẹ con đi làm một mình, là trụ cột chính trong gia đình con luôn. Mặc dù con thấy mẹ đi nắng rất là vất vả, nhưng mà mẹ cũng cố gắng để lo cho nhà con. Mẹ ở nhà làm cực khổ, con đừng phụ lòng mẹ nha. Dạ mẹ ơi, con xin hứa với mẹ là sau này con sẽ cố gắng học hành nghe lời mẹ hơn, để có tương lai sáng hơn để lo cho mẹ.